Phần 1. Giới thiệu. Xin chào các bạn, đây là kênh Henry Tài Chính 360, nơi cập nhật những thông tin và kiến thức tài chính hữu ích và thiết thực nhất dành cho bạn. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một đề tài rất nóng hổi và quan trọng, đó là kinh tế Trung Quốc khủng hoảng niềm tin. Bạn có biết rằng Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 16% GDP toàn cầu và là đối tác thương mại lớn nhất của hơn 120 quốc gia? Bạn có biết rằng Trung Quốc đã phục hồi nhanh chóng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 và sau đại dịch COVID-19 năm 2020, trở thành một trong những nền kinh tế duy nhất có tăng trưởng dương? Bạn có biết rằng Trung Quốc đã xây dựng niềm tin sâu sắc vào nền kinh tế và mô hình do nhà nước kiểm soát, với sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ vào các lĩnh vực chiến lược? Nhưng bạn có biết rằng trong 6 tháng qua, Trung Quốc đã phải đối mặt với một loạt tin xấu đối với nền kinh tế, tăng trưởng chậm, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao kỷ lục, đầu tư nước ngoài thấp, xuất khẩu giảm sút, khủng hoảng nhà đất, ngân hàng ngầm và các công ty công nghệ bị siết chặt. Những khó khăn này đã gây ra khủng hoảng niềm tin trong và ngoài nước đối với triển vọng kinh tế của Trung Quốc, làm giảm giá trị của nhân dân tệ, chứng khoán và trái phiếu, và làm gia tăng áp lực cho chính quyền Bắc Kinh. Vậy khủng hoảng niềm tin này bắt nguồn từ đâu, có những nguyên nhân và hậu quả gì, và Trung Quốc có thể vượt qua được không? Hãy cùng theo dõi video để có câu trả lời nhé! Phần 2. Nguyên nhân của khủng hoảng niềm tin. Khủng hoảng niềm tin của nền kinh tế Trung Quốc có thể được phân tích theo 3 góc độ chính: kinh tế, chính trị và xã hội. Về mặt kinh tế, một trong những nguyên nhân chính là khủng hoảng nhà đất, một lĩnh vực chiếm khoảng 25% GDP Trung Quốc và có ảnh hưởng lớn đến tài sản và tiêu dùng của người dân. Khủng hoảng nhà đất bắt đầu từ việc chính phủ Trung Quốc áp dụng các biện pháp siết chặt cho vay và hạn chế mua bán nhà đất để ngăn chặn bong bóng bất động sản và giảm nợ xấu. Tuy nhiên, các biện pháp này đã gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là các công ty tư nhân lớn như Evergrande, Country Garden, Suna và Fantasia, khiến chúng mất khả năng thanh toán lãi vay và trái phiếu. Khủng hoảng nhà đất cũng đã lan rộng sang các công ty bất động sản do nhà nước hậu thuẫn và các tổ chức tín dụng không chính thức hay còn gọi là ngân hàng ngầm, khiến nhiều người dân và nhà đầu tư mất tiền và niềm tin. Một nguyên nhân kinh tế khác là sự suy giảm của xuất khẩu, một động lực quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc. Xuất khẩu của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng căng thẳng thương mại với Mỹ và các nước phương Tây do những tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, an ninh quốc gia và nhân quyền. Xuất khẩu của Trung Quốc cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự phục hồi chậm của nhu cầu toàn cầu sau đại dịch COVID-19 do những biến thể mới của virus, thiếu hụt vận chuyển và thiếu hụt nguyên liệu. Một nguyên nhân kinh tế nữa là sự giảm sút của đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc do những lo ngại về an ninh kinh tế và chính sách của Bắc Kinh. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đã giảm 4% trong năm 2020, trong khi toàn cầu giảm 35%. Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc cũng đã bị ảnh hưởng bởi việc Bắc Kinh siết chặt quyền kiểm soát các công ty công nghệ lớn như Alibaba, Tencent, Didi và Bitendeng do những lo ngại về an ninh dữ liệu, cạnh tranh không công bằng và ảnh hưởng xã hội. Về mặt chính trị, một nguyên nhân của khủng hoảng niềm tin là sự gia tăng căng thẳng quốc tế của Trung Quốc với các nước láng giềng và các nước lớn. Trung Quốc đã đối mặt với nhiều tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền ở Biển Đông, Đài Loan, Ấn Độ và Nhật Bản, khiến cho tình hình an ninh khu vực trở nên nóng bỏng và bất ổn. Trung Quốc cũng đã đối mặt với sự phản đối và chỉ trích từ các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, về những vấn đề như xâm phạm nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông, can thiệp vào nội bộ của các nước thứ ba, vi phạm luật biển quốc tế và tham gia vào hoạt động gián điệp và tin tặc. Sự căng thẳng quốc tế này đã làm giảm uy tín và hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới, làm mất lòng tin của các đối tác thương mại và đầu tư, và làm tăng nguy cơ xung đột và trừng phạt. Về mặt xã hội, một nguyên nhân của khủng hoảng niềm tin là sự bất bình đẳng và bất ổn trong nội bộ Trung Quốc. Trung Quốc đã chứng kiến sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn giữa các vùng, các thành phố và các nhóm dân cư, khiến cho nhiều người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở và cơ hội phát triển. Trung Quốc cũng đã chứng kiến sự bức xúc và biểu tình của người dân đối với những vấn đề như ô nhiễm môi trường, tham nhũng, bạo lực gia đình, bất công xã hội và hạn chế tự do ngôn luận. Những vấn đề này đã làm giảm lòng tin của người dân vào chính quyền và hệ thống chính trị. Những nguyên nhân kinh tế, chính trị và xã hội này đã góp phần tạo ra khủng hoảng niềm tin trong và ngoài nước đối với nền kinh tế Trung Quốc. Khủng hoảng niềm tin này có những hậu quả gì? Hãy cùng xem tiếp phần sau nhé!
Phần 3. Hậu quả của khủng hoảng niềm tin. Khủng hoảng niềm tin của nền kinh tế Trung Quốc đã gây ra những hậu quả tiêu cực cho cả Trung Quốc và thế giới. Dưới đây là một số hậu quả chính. Thứ nhất, khủng hoảng niềm tin đã làm giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP của Trung Quốc chỉ tăng 1.9% trong năm 2020, thấp nhất kể từ năm 1976. Trong nửa đầu năm 2021, GDP của Trung Quốc cũng chỉ tăng 7.9%, thấp hơn kỳ vọng. Thứ hai, khủng hoảng niềm tin đã làm giảm giá trị của nhân dân tệ, chứng khoán và trái phiếu của Trung Quốc. Theo số liệu của Bloomberg, nhân dân tệ đã mất 4.5% giá trị so với đô la Mỹ trong 6 tháng qua. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải cũng đã giảm 12% trong cùng khoảng thời gian. Trái phiếu của các công ty bất động sản và công nghệ của Trung Quốc cũng đã bị bán tháo, làm tăng lãi suất và rủi ro mặc định. Thứ ba, khủng hoảng niềm tin đã làm giảm đầu tư và tiêu dùng trong nước của Trung Quốc. Theo số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc, đầu tư cố định của Trung Quốc chỉ tăng 8.9% trong nửa đầu năm 2021, thấp hơn mức tăng 12.6% trong cùng kỳ năm 2020. Tiêu dùng cá nhân cũng chỉ tăng 13.9% trong nửa đầu năm 2021, thấp hơn mức tăng 15.8% trong cùng kỳ năm 2020. Thứ tư, khủng hoảng niềm tin đã làm giảm xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc chỉ tăng 27.1% trong nửa đầu năm 2021, thấp hơn mức tăng 28.1% trong cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu của Trung Quốc cũng chỉ tăng 25.9% trong nửa đầu năm 2021, thấp hơn mức tăng 26.9% trong cùng kỳ năm 2020. Thứ năm, khủng hoảng niềm tin đã làm giảm hợp tác và giao lưu quốc tế của Trung Quốc. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, số lượng các cuộc gặp gỡ song phương và đa phương của các lãnh đạo Trung Quốc với các quốc gia khác đã giảm 30% trong 6 tháng qua. Số lượng các du khách và sinh viên quốc tế đến và đi từ Trung Quốc cũng đã giảm 40% trong cùng khoảng thời gian. Những hậu quả này đã làm suy yếu vai trò và vị thế của Trung Quốc trên thế giới, làm mất cơ hội phát triển và hòa bình cho cả Trung Quốc và các quốc gia khác. Vậy Trung Quốc có thể làm gì để khắc phục khủng hoảng niềm tin này? Hãy cùng xem tiếp phần sau nhé! Phần 4. Giải pháp cho khủng hoảng niềm tin. Để khắc phục khủng hoảng niềm tin, Trung Quốc cần phải có những giải pháp toàn diện và hiệu quả trên các mặt kinh tế, chính trị và xã hội. Dưới đây là một số giải pháp chính. Về mặt kinh tế, Trung Quốc cần phải có những biện pháp cân bằng và linh hoạt để ổn định thị trường nhà đất, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đối với thị trường nhà đất, Trung Quốc cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn, đặc biệt là Evergrande, để ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng tài chính toàn diện. Trung Quốc cũng cần phải điều chỉnh các chính sách siết chặt cho vay và mua bán nhà đất, để khuyến khích nhu cầu và cung ứng hợp lý. Đối với xuất khẩu, Trung Quốc cần phải nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, để cạnh tranh với các quốc gia khác trong bối cảnh thiếu hụt vận chuyển và nguyên liệu. Trung Quốc cũng cần phải tham gia vào các hiệp định thương mại tự do và hợp tác khu vực, để mở rộng thị trường và giảm rủi ro. Đối với đầu tư nước ngoài, Trung Quốc cần phải cải thiện môi trường kinh doanh và pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài hoạt động và bảo vệ quyền lợi của họ. Trung Quốc cũng cần phải minh bạch hơn về các chính sách và quy định liên quan đến các công ty công nghệ để giảm bớt lo ngại về an ninh dữ liệu và cạnh tranh không công bằng. Đối với cơ cấu kinh tế, Trung Quốc cần phải giảm sự phụ thuộc vào các ngành công nghiệp trọng điểm do nhà nước kiểm soát và tăng sự đóng góp của các ngành dịch vụ và sáng tạo do tư nhân phát triển. Trung Quốc cũng cần phải thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đặc biệt là của các nhóm dân cư có thu nhập thấp và trung bình, để tạo ra một nền kinh tế tự chủ và bền vững. Về mặt chính trị, Trung Quốc cần phải có những biện pháp hòa bình và hợp tác để giảm căng thẳng quốc tế, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ quyền con người. Đối với các tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền, Trung Quốc cần phải tuân thủ các nguyên tắc của luật biển quốc tế như Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và tham gia vào các cuộc đàm phán song phương hoặc đa phương với các quốc gia liên quan để tìm ra các giải pháp hòa bình và công bằng. Đối với các tranh chấp thương mại và nhân quyền, Trung Quốc cần phải tôn trọng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và các hiệp ước quốc tế về nhân quyền và tham gia vào các cuộc đối thoại và hợp tác với các quốc gia phương Tây để giải quyết các mâu thuẫn và bất đồng. Đối với các hoạt động gián điệp và tin tặc, Trung Quốc cần phải ngừng các hành vi xâm phạm vào an ninh quốc gia và dữ liệu cá nhân của các quốc gia khác và tham gia vào các nỗ lực chung để xây dựng một không gian mạng an toàn và minh bạch. Về mặt xã hội,
Trung Quốc cần phải có những biện pháp cải cách và cân đối để giảm bất bình đẳng và bất ổn trong nội bộ, tăng cường dân chủ và tự do cho người dân. Đối với sự chênh lệch giàu nghèo, Trung Quốc cần phải có những chính sách phân phối lại thu nhập và tài sản, như tăng thuế cho người giàu và giảm thuế cho người nghèo, tăng chi tiêu xã hội cho giáo dục, y tế, nhà ở và bảo hiểm xã hội, và thúc đẩy phát triển kinh tế ở các vùng nông thôn và miền Tây. Đối với sự bức xúc và biểu tình của người dân, Trung Quốc cần phải có những cơ quan giám sát và kiểm tra quyền lực của chính quyền, như các đảng phái đối lập, các tổ chức xã hội dân sự, các phương tiện truyền thông độc lập và các tòa án công lý. Trung Quốc cũng cần phải tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tụ họp, biểu tình và phê bình của người dân. Những giải pháp này sẽ giúp Trung Quốc khôi phục niềm tin trong và ngoài nước, tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ, một chính trị ổn định và một xã hội hòa hợp. Nhưng liệu Trung Quốc có thể thực hiện được những giải pháp này hay không? Hãy cùng xem tiếp phần cuối cùng của video nhé! Phần 5. Kết luận. Trong video này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về khủng hoảng niềm tin của nền kinh tế Trung Quốc, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp. Khủng hoảng niềm tin này là một thách thức lớn đối với Trung Quốc, cũng như cho thế giới. Để vượt qua khủng hoảng niềm tin này, Trung Quốc cần phải có sự thay đổi lớn trong chiến lược kinh tế, chính sách ngoại giao và cơ chế xã hội. Trung Quốc cũng cần phải có sự hợp tác và hiểu biết với các quốc gia khác để xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển. Tuy nhiên, việc thực hiện những thay đổi này không dễ dàng do sự kháng cự của các lực lượng bảo thủ và lợi ích trong nội bộ Trung Quốc, cũng như do sự thiếu tin tưởng và hợp tác của các quốc gia khác. Trung Quốc cần phải có sự quyết tâm và khôn ngoan để vượt qua những rào cản và thách thức này để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và cho thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này đến hết. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like, share và subscribe kênh Henry Tài Chính 360 để không bỏ lỡ những video mới nhất về các đề tài tài chính thời sự và quan trọng nhé. Mời các bạn xem tiếp video với phần cực kỳ quan trọng. Nào bắt đầu thôi bạn ơi! Phần 6. Việt Nam có lợi và hại gì khi kinh tế Trung Quốc bị khủng hoảng niềm tin? Trong video này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về khủng hoảng niềm tin của nền kinh tế Trung Quốc, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp. Nhưng khủng hoảng niềm tin này có ảnh hưởng gì đến Việt Nam, một quốc gia láng giềng và đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc? Việt Nam có lợi và hại gì khi kinh tế Trung Quốc bị khủng hoảng niềm tin? Hãy cùng xem phần cuối cùng của video để có câu trả lời nhé! Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế mở và dựa nhiều vào xuất khẩu. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 543,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, trong đó xuất khẩu đạt 281,5 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 262,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 19,4% tổng kim ngạch xuất khẩu và là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 29,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Do đó, khi kinh tế Trung Quốc bị khủng hoảng niềm tin, Việt Nam sẽ phải đối mặt với cả những lợi ích và rủi ro. Dưới đây là một số điểm lợi và hại chính. Điểm lợi thứ nhất là Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Do sự suy giảm của xuất khẩu và đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, nhiều công ty nước ngoài đã tìm kiếm các quốc gia khác để sản xuất và kinh doanh. Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn cho các công ty này do có vị trí địa lý thuận lợi, chi phí lao động thấp, chính sách thuế ưu đãi và tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã tăng 18,5% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước. Điểm lợi thứ hai là Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế so với Trung Quốc. Do sự thiếu hụt nguyên liệu và vận chuyển của Trung Quốc, nhiều quốc gia đã tăng nhập khẩu từ các quốc gia khác để đáp ứng nhu cầu trong nước. Việt Nam là một nguồn cung cấp đáng tin cậy cho các mặt hàng như nông lâm thủy sản, dệt may, giày da, điện tử và đồ chơi. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 28,4% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước. Điểm lợi thứ ba là Việt Nam có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc. Do sự suy yếu của nhân dân tệ và giá trị của trái phiếu của Trung Quốc, nhiều quốc gia đã giảm nhập khẩu từ Trung Quốc để tránh rủi ro. Việt Nam cũng có thể làm như vậy bằng cách tìm kiếm các nguồn cung ứng khác hoặc tăng cường sản xuất trong nước. Điều này sẽ giúp Việt Nam giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là đối với các mặt hàng chiến lược như máy móc, thiết bị, nguyên liệu và năng lượng. Nhưng bên cạnh những điểm lợi, Việt Nam cũng phải đối mặt với những điểm hại khi kinh tế Trung Quốc bị khủng hoảng niềm tin.
Dưới đây là một số điểm hại chính. Điểm hại thứ nhất là Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái của nhu cầu toàn cầu. Do Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 16% GDP toàn cầu và là đối tác thương mại lớn nhất của hơn 120 quốc gia, khi kinh tế Trung Quốc suy yếu, nó sẽ kéo theo sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là đối với các thị trường chính như Mỹ, EU và ASEAN. Điểm hại thứ hai là Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá cả và tỷ giá. Do sự suy yếu của nhân dân tệ và trái phiếu của Trung Quốc, nhiều quốc gia đã bán tháo các tài sản liên quan đến Trung Quốc, gây ra sự biến động lớn của giá cả và tỷ giá trên thị trường quốc tế. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhập khẩu và xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là đối với các mặt hàng có biên độ dao động cao như dầu khí, kim loại và nông sản. Điểm hại thứ ba là Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng và xung đột quốc tế. Do sự suy yếu của kinh tế và uy tín của Trung Quốc, nhiều quốc gia đã tăng cường áp lực và trừng phạt đối với Trung Quốc về các vấn đề như thương mại, an ninh và nhân quyền. Điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột và chiến tranh ở các khu vực nhạy cảm như Biển Đông, Đài Loan, Ấn Độ và Nhật Bản. Việt Nam là một quốc gia láng giềng và có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và áp lực trong việc bảo vệ chủ quyền, duy trì hòa bình và hợp tác khu vực. Như vậy, khi kinh tế Trung Quốc bị khủng hoảng niềm tin, Việt Nam sẽ có cả lợi và hại. Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị và linh hoạt để đối phó với những tác động của khủng hoảng niềm tin này, cũng như để tận dụng những cơ hội từ nó. Việt Nam cũng cần phải có sự hợp tác và đối thoại với Trung Quốc để giải quyết các vấn đề chung và duy trì mối quan hệ láng giềng thân thiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này đến hết. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like, share và subscribe kênh Henry Tài Chính 360 để không bỏ lỡ những video mới nhất về các đề tài tài chính thời sự và quan trọng nhé. Hãy chuẩn bị để sang phần cuối cùng nhưng rất hữu ích với mỗi người Việt chúng ta các bạn nhé. Phần 7, mỗi người Việt Nam cần phải chuẩn bị gì trong bối cảnh hiện tại và chào đón tương lai? Trong video này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về khủng hoảng niềm tin của nền kinh tế Trung Quốc, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp và ảnh hưởng đến Việt Nam. Nhưng không chỉ Trung Quốc, mà cả thế giới và Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức và biến đổi lớn trong thời đại mới. Vậy mỗi người Việt Nam cần phải chuẩn bị gì để vượt qua những khó khăn hiện tại và chào đón tương lai? Hãy cùng xem phần cuối cùng của video để có câu trả lời nhé! Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ chia ra làm 3 chương. Chương 1, những thách thức và biến đổi lớn trong thời đại mới. Chương 2, những kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho người Việt Nam trong thời đại mới. Chương 3, những hành động và giải pháp cụ thể cho người Việt Nam trong thời đại mới. Chương 1, những thách thức và biến đổi lớn trong thời đại mới. Thời đại mới là thời đại của sự kết nối toàn cầu, của sự phát triển công nghệ, của sự biến đổi khí hậu, của sự cạnh tranh quốc tế. Thời đại mới mang lại cho con người nhiều cơ hội và tiềm năng, nhưng cũng đặt ra cho con người nhiều thách thức và biến đổi lớn. Dưới đây là một số điểm nổi bật. Thứ nhất, sự kết nối toàn cầu đã làm cho các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các doanh nghiệp và các cá nhân trở nên gần gũi và phụ thuộc vào nhau hơn bao giờ hết. Sự kết nối toàn cầu đã tạo ra một thị trường toàn cầu, một không gian mạng toàn cầu, một văn hóa toàn cầu. Sự kết nối toàn cầu đã giúp cho con người có thể trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, sản phẩm, dịch vụ với nhau dễ dàng và nhanh chóng. Sự kết nối toàn cầu đã giúp cho con người có thể học hỏi, làm việc, giải trí, du lịch với nhau không giới hạn. Nhưng sự kết nối toàn cầu cũng có hai mặt. Mặt trái của sự kết nối toàn cầu là sự lan truyền toàn cầu. Sự lan truyền toàn cầu là sự lan truyền của những tác động tiêu cực từ một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một doanh nghiệp, một cá nhân đến các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các doanh nghiệp, các cá nhân khác. Sự lan truyền toàn cầu có thể là sự lan truyền của những bệnh dịch như COVID-19, của những khủng hoảng kinh tế như khủng hoảng niềm tin của Trung Quốc, của những xung đột chính trị như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, của những vấn đề an ninh như khủng bố, gián điệp, tin tặc, của những vấn đề xã hội như bất bình đẳng, bạo lực, phân biệt chủng tộc. Thứ hai, sự phát triển công nghệ đã làm cho con người có thể tạo ra và sử dụng những công nghệ mới, những sản phẩm mới, những dịch vụ mới. Sự phát triển công nghệ đã giúp cho con người có thể giải quyết nhiều vấn đề nan giải, nâng cao năng suất và chất lượng cuộc sống. Sự phát triển công nghệ đã giúp cho con người có thể khám phá và khai thác những nguồn tài nguyên mới như năng lượng tái tạo, không gian vũ trụ. Sự phát triển công nghệ đã giúp cho con người có thể biến đổi và cải tiến bản thân như y sinh học, trí tuệ nhân tạo. Nhưng sự phát triển công nghệ cũng có hai mặt.
Mặt trái của sự phát triển công nghệ là sự mất kiểm soát công nghệ. Sự mất kiểm soát công nghệ là sự mất kiểm soát của con người đối với những công nghệ mới, những sản phẩm mới, những dịch vụ mới. Sự mất kiểm soát công nghệ có thể là sự mất kiểm soát về mặt kỹ thuật, khi các công nghệ mới gặp lỗi hoặc hỏng hóc, về mặt pháp lý, khi các công nghệ mới vi phạm luật hoặc quyền lợi của người dùng, về mặt đạo đức, khi các công nghệ mới gây ra những hậu quả tiêu cực cho con người và thiên nhiên, về mặt chính trị, khi các công nghệ mới bị lạm dụng hoặc chiếm đoạt bởi các quyền lực hoặc các tổ chức. Thứ ba, sự biến đổi khí hậu đã làm cho con người phải đối mặt với những thay đổi lớn và bất ngờ của thiên nhiên. Sự biến đổi khí hậu đã gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan và không bình thường như nóng lên toàn cầu, hạn hán, lũ lụt, bão lớn. Sự biến đổi khí hậu đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho sinh vật và môi trường sống của chúng như tuyệt chủng loài vật, tan băng ở hai cực và núi cao, xói mòn đất, ô nhiễm nước và không khí. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên mà còn ảnh hưởng đến con người. Sự biến đổi khí hậu đã gây ra những thiệt hại về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa cho nhiều quốc gia và cộng đồng. Sự biến đổi khí hậu đã làm giảm năng suất nông nghiệp, gây ra thiếu lương thực và nước sạch cho hàng triệu người. Sự biến đổi khí hậu đã làm tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm, các vấn đề sức khỏe và các tử vong do nhiệt quá cao hoặc quá thấp. Sự biến đổi khí hậu đã làm mất đi những di sản văn hóa và thiên nhiên quý giá, như các công trình kiến trúc cổ, các khu bảo tồn sinh quyển và các khu dân cư ven biển. Những ảnh hưởng này không phải là xa xôi hay tương lai, mà là hiện thực và hiện tại. Chúng ta đã chứng kiến và trải qua những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây. Chúng ta đã thấy những con số kinh hoàng về số người chết và thiệt hại do các thiên tai liên quan đến khí hậu, như bão Damri, lũ lụt miền Trung, hạn hán Tây Nguyên. Chúng ta đã cảm nhận được sự thay đổi của mùa và thời tiết, khi mùa khô kéo dài, mùa mưa ngắn đi, nhiệt độ cao kỷ lục. Chúng ta đã nhận ra được sự suy giảm của chất lượng môi trường sống, khi không khí ô nhiễm, nước biển xâm nhập, rừng bị phá hủy. Những ảnh hưởng này không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, nam nữ. Nhưng không phải ai cũng có cùng mức độ tổn thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Những người có thu nhập thấp, ít giáo dục, ít quyền lợi và ít tiếng nói thường phải chịu đựng nhiều hơn những người có thu nhập cao, nhiều giáo dục, nhiều quyền lợi và nhiều tiếng nói. Những người sống ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đảo nhỏ thường phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn những người sống ở các thành phố lớn, các khu vực trung tâm. Những người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm tôn giáo thiểu số, các nhóm giới tính và sinh dục đa dạng thường phải gặp nhiều khó khăn hơn những người thuộc đa số. Vậy chúng ta phải làm gì để đối phó với những thách thức và biến đổi lớn này? Hãy cùng xem chương 2 để có câu trả lời nhé! Chương 2. Những kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho người Việt Nam trong thời đại mới. Để đối phó với những thách thức và biến đổi lớn trong thời đại mới, mỗi người Việt Nam cần phải có những kỹ năng và phẩm chất cần thiết. Dưới đây là một số kỹ năng và phẩm chất chính. Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng học tập suốt đời. Kỹ năng học tập suốt đời là kỹ năng tự học, tự cập nhật, tự đánh giá và tự cải thiện kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Kỹ năng học tập suốt đời giúp cho người Việt Nam có thể tiếp thu và sử dụng những kiến thức mới, những công nghệ mới, những xu hướng mới trong thời đại mới. Kỹ năng học tập suốt đời giúp cho người Việt Nam có thể nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngôn ngữ, văn hóa của bản thân. Kỹ năng học tập suốt đời giúp cho người Việt Nam có thể thích ứng và chuyển đổi với những thay đổi của xã hội và thị trường lao động. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả là kỹ năng truyền tải và nhận lấy thông tin, ý kiến, cảm xúc một cách rõ ràng, chính xác, lịch sự và tôn trọng. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp cho người Việt Nam có thể giao tiếp và hợp tác với những người khác trong và ngoài nước, trong các lĩnh vực khác nhau, trong các tình huống khác nhau. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp cho người Việt Nam có thể thể hiện và bảo vệ quan điểm, lập trường, lợi ích của bản thân. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp cho người Việt Nam có thể giải quyết và hòa giải các mâu thuẫn, xung đột và tranh chấp. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng sáng tạo và đổi mới. Kỹ năng sáng tạo và đổi mới là kỹ năng tìm ra và áp dụng những ý tưởng mới, những giải pháp mới, những sản phẩm mới, những dịch vụ mới. Kỹ năng sáng tạo và đổi mới giúp cho người Việt Nam có thể khai thác và phát huy tiềm năng của bản thân, của cộng đồng, của đất nước. Kỹ năng sáng tạo và đổi mới giúp cho người Việt Nam có thể cạnh tranh và vượt trội trong thị trường toàn cầu. Kỹ năng sáng tạo và đổi mới giúp cho người Việt Nam có thể đóng góp vào sự phát triển của khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng làm việc nhóm là kỹ năng hợp tác, phối hợp, chia sẻ và hỗ trợ với các thành viên khác trong một nhóm để hoàn thành một mục tiêu chung.
Kỹ năng làm việc nhóm giúp cho người Việt Nam có thể tận dụng được sức mạnh của tập thể, của sự đa dạng và bổ sung lẫn nhau. Kỹ năng làm việc nhóm giúp cho người Việt Nam có thể học hỏi và trưởng thành từ những kinh nghiệm và kiến thức của người khác. Kỹ năng làm việc nhóm giúp cho người Việt Nam có thể xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với người khác. Kỹ năng thứ 5 là kỹ năng lãnh đạo. Kỹ năng lãnh đạo là kỹ năng định hướng, điều phối, khuyến khích và đánh giá các hoạt động của một nhóm hoặc một tổ chức để đạt được một mục tiêu chung. Kỹ năng lãnh đạo giúp cho người Việt Nam có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt, những chiến lược hiệu quả, những kế hoạch hành động rõ ràng. Kỹ năng lãnh đạo giúp cho người Việt Nam có thể tạo ra được những tác động tích cực, những thay đổi lớn, những giá trị mới. Kỹ năng lãnh đạo giúp cho người Việt Nam có thể trở thành những người tiên phong, những người dẫn dắt, những người gương mẫu. Những kỹ năng này không phải là đầy đủ hoặc bắt buộc, mà là gợi ý và khuyến khích cho người Việt Nam trong thời đại mới. Tùy vào từng người, từng hoàn cảnh, từng mục tiêu, người Việt Nam có thể chọn lựa và phát triển những kỹ năng khác phù hợp với bản thân. Nhưng không chỉ có kỹ năng, mà còn cần có phẩm chất. Hãy cùng xem tiếp để biết những phẩm chất cần thiết cho người Việt Nam trong thời đại mới nhé. Nhưng không chỉ có kỹ năng, mà còn cần có phẩm chất. Phẩm chất là những đặc điểm tính cách, thái độ, giá trị và đạo đức của một người. Phẩm chất ảnh hưởng đến cách nhìn, cách nghĩ, cách hành xử và cách sống của một người. Phẩm chất quyết định sự thành công hay thất bại, sự hạnh phúc hay khổ đau, sự tôn trọng hay khinh miệt của một người. Vậy những phẩm chất nào là cần thiết cho người Việt Nam trong thời đại mới? Dưới đây là một số gợi ý. Phẩm chất thứ nhất là tự trọng và tự tôn. Tự trọng và tự tôn là phẩm chất biết yêu quý và bảo vệ bản thân, bản sắc, danh dự và lợi ích của mình. Tự trọng và tự tôn giúp cho người Việt Nam có thể tự tin và tự hào về mình, về dân tộc, về đất nước. Tự trọng và tự tôn giúp cho người Việt Nam có thể khẳng định được vị thế và vai trò của mình trong cộng đồng quốc tế. Tự trọng và tự tôn giúp cho người Việt Nam có thể chống lại những sự xâm lăng, áp bức, bóc lột và xuyên tạc của kẻ thù. Phẩm chất thứ hai là kiên cường và nghị lực. Kiên cường và nghị lực là phẩm chất không ngừng phấn đấu, không chịu khuất phục, không bỏ cuộc trước những khó khăn, thử thách và nguy hiểm. Kiên cường và nghị lực giúp cho người Việt Nam có thể vượt qua những gian nan, khổ ải, hiểm nguy trong cuộc sống. Kiên cường và nghị lực giúp cho người Việt Nam có thể theo đuổi những ước mơ, mục tiêu, niềm tin của mình. Kiên cường và nghị lực giúp cho người Việt Nam có thể góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phẩm chất thứ ba là học hỏi và tiếp thu. Học hỏi và tiếp thu là phẩm chất luôn muốn học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới, những kinh nghiệm mới, những ý kiến mới từ những người khác. Học hỏi và tiếp thu giúp cho người Việt Nam có thể mở rộng tầm nhìn, nâng cao hiểu biết, cải thiện kỹ năng của mình. Học hỏi và tiếp thu giúp cho người Việt Nam có thể biết được những điểm mạnh và điểm yếu của mình để có thể sửa đổi và hoàn thiện bản thân. Học hỏi và tiếp thu giúp cho người Việt Nam có thể tiếp thu được những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Phẩm chất thứ tư là sáng tạo và đổi mới. Sáng tạo và đổi mới là phẩm chất luôn muốn tìm ra và áp dụng những ý tưởng mới, những giải pháp mới, những sản phẩm mới, những dịch vụ mới. Sáng tạo và đổi mới giúp cho người Việt Nam có thể khai thác và phát huy tiềm năng của bản thân, của cộng đồng, của đất nước. Sáng tạo và đổi mới giúp cho người Việt Nam có thể cạnh tranh và vượt trội trong thị trường toàn cầu. Sáng tạo và đổi mới giúp cho người Việt Nam có thể đóng góp vào sự phát triển của khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội. Phẩm chất thứ năm là trách nhiệm và tôn trọng. Trách nhiệm và tôn trọng là phẩm chất biết chấp nhận và thực hiện những nghĩa vụ, quyền lợi, luật lệ của mình và của người khác. Trách nhiệm và tôn trọng giúp cho người Việt Nam có thể sống có kỷ luật, có nguyên tắc, có lẽ phải. Trách nhiệm và tôn trọng giúp cho người Việt Nam có thể sống có tình cảm, có lòng nhân ái, có sự công bằng. Trách nhiệm và tôn trọng giúp cho người Việt Nam có thể sống hòa thuận, hợp tác, hỗ trợ với nhau. Những phẩm chất này không phải là đầy đủ hoặc bắt buộc, mà là gợi ý và khuyến khích cho người Việt Nam trong thời đại mới. Tùy vào từng người, từng hoàn cảnh, từng mục tiêu, người Việt Nam có thể chọn lựa và phát triển những phẩm chất khác phù hợp với bản thân. Nhưng không chỉ có kỹ năng và phẩm chất, mà còn cần có những hành động và giải pháp cụ thể để đối phó với những thách thức và biến đổi lớn trong thời đại mới. Hãy cùng xem chương 3 để có câu trả lời nhé. Chương 3, những hành động và giải pháp cụ thể cho người Việt Nam trong thời đại mới. Để đối phó với những thách thức và biến đổi lớn trong thời đại mới, mỗi người Việt Nam không chỉ cần có những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, mà còn cần có những hành động và giải pháp cụ thể. Dưới đây là một số gợi ý. Hành động và giải pháp thứ nhất là tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với dịch COVID-19.
Đây là hành động và giải pháp quan trọng nhất và cấp thiết nhất hiện nay, vì nếu không kiểm soát được dịch bệnh, tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các biện pháp này bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách, tránh tập trung đông người, khai báo y tế, tiêm vaccine khi có điều kiện. Các biện pháp này không chỉ bảo vệ sức khỏe của bản thân, mà còn góp phần vào sự an toàn của cộng đồng và quốc gia. Hành động và giải pháp thứ hai là tận dụng các cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh châu Âu, EVFTA. Đây là Hiệp định Thương mại Tự do mới nhất và tiên tiến nhất mà Việt Nam đã ký kết với Liên minh châu Âu, EU, một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. EVFTA đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, hứa hẹn sẽ mang lại những cơ hội to lớn cho thị trường xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản mà Việt Nam có lợi thế so với EU. Theo ước tính của Bộ Công Thương, EVFTA sẽ giúp tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU từ 20% đến 42% trong giai đoạn 2020-2025. Các cơ hội này đòi hỏi người Việt Nam phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, an toàn vệ sinh và bảo vệ quyền lao động của EU. Hành động và giải pháp thứ ba là tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, ICT, trong các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa. Đây là hành động và giải pháp thiết yếu để người Việt Nam có thể tiếp cận và tận dụng những tiến bộ công nghệ trong thời đại mới. ICT đã giúp cho người Việt Nam có thể giao tiếp, học tập, làm việc, giải trí, mua sắm, thanh toán trực tuyến một cách dễ dàng và tiện lợi. ICT đã giúp cho người Việt Nam có thể tạo ra và sử dụng những sản phẩm, dịch vụ, nội dung số mang tính sáng tạo và đổi mới. ICT đã giúp cho người Việt Nam có thể cải thiện hiệu quả và minh bạch của các hoạt động quản lý, điều hành, giám sát của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Hành động và giải pháp thứ năm là thể hiện tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Đây là hành động và giải pháp quan trọng để người Việt Nam có thể chia sẻ và giảm bớt những khó khăn, gian nan trong cuộc sống, cũng như tận hưởng và tăng cường những niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Các hoạt động này bao gồm giúp đỡ, an ủi, khuyến khích những người gặp hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh hoặc bị kỳ thị, bỏ rơi, quan tâm, chăm sóc, tôn trọng những người già, yếu, bệnh tật hoặc có công với cách mạng, tham gia vào các tổ chức, câu lạc bộ, nhóm cộng đồng có chung sở thích, mục tiêu hoặc hoàn cảnh, thể hiện lòng biết ơn, kính trọng, yêu mến đối với gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp. Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu về những hành động và giải pháp cụ thể cho người Việt Nam trong thời đại mới. Đây không phải là những hành động và giải pháp duy nhất hay toàn diện, mà là những gợi ý và khuyến khích cho người Việt Nam trong thời đại mới. Tùy vào từng người, từng hoàn cảnh, từng mục tiêu, người Việt Nam có thể chọn lựa và thực hiện những hành động và giải pháp khác phù hợp với bản thân. Nhưng quan trọng nhất là người Việt Nam phải có ý thức và quyết tâm thực hiện những hành động và giải pháp cụ thể mà chúng ta đã cùng tìm hiểu. Chỉ có như vậy, người Việt Nam mới có thể đối phó với những thách thức và biến đổi lớn trong thời đại mới. Chỉ có như vậy, người Việt Nam mới có thể phát huy những kỹ năng và phẩm chất cần thiết của mình. Chỉ có như vậy, người Việt Nam mới có thể góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước và nhân loại. Đây là kết thúc của video về chủ đề Người Việt Nam trong thời đại mới. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chia sẻ ý kiến của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn trong video sau. Tạm biệt.